một thung lũng của mây trời quyến rũ, với những cánh đồng lúa rộng lớn bao la. Dưới những nếp nhà sàn xinh xắn, tiếng của những khung cửi, tiếng khèn vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Bản Lác, huyện Mai Châu, Hòa Bình là nơi sinh sống chủ yếu của người Thái. Hiểu về những phong tục của người dân là cách để du khách cảm nhận về cuộc sống ở nơi này. Người Thái thì xưa ấy thì là phải có hai cầu thang. Thang ngoài là dành cho khách đàn ông, kể cả gia đình ấy cũng thường thường là lên xuống cái cầu thang này. Còn bên trong là dành cho nữ. Bất cứ cầu thang hay là bất cứ cái gì mà thuộc nhà cửa ấy, người ta phải làm lẻ hết. Cái số lẻ ấy còn tiến lên nữa. Những quan niệm về xây dựng nhà cửa sau nhiều thế hệ vẫn được gìn giữ. Tại bản Lác, Mai Châu, đời sống tinh thần phong phú của người dân còn thể hiện qua tiếng khèn. Nơi đây vẫn còn gìn giữ âm thanh truyền thống này. Thường nam giới, nghĩa là từ tuổi thanh niên trở lên ấy, người ta buộc lòng phải biết thổi khèn. Có thể là từ cái khèn nó tỏ tình với người yêu. Nếu tiếng khèn giúp những chàng trai tìm được bạn đời, thì nghề dệt lại là cách người phụ nữ Thái thể hiện sự duyên dáng của mình. Phụ nữ Thái thì phải bắt đầu biết dệt, học dệt từ năm 11 đến 12 tuổi, thể hiện một cái văn hóa và duyên dáng của người phụ nữ Thái. Chàng trai thanh niên để chọn một người phụ nữ để làm vợ. Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình đang ngày càng được nhiều du khách yêu mến bởi những vẻ đẹp thiên nhiên và con người. Lưu giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình là cách mà người Thái nơi đây khiến cho chính mình và những du khách gần xa thêm yêu nơi được mệnh danh là thung lũng của mây trời.